Chào mừng các bạn quay trở lại kênh VivuCBiz. Bộ phim Bị Lụt 80/20 của tình yêu có lịch lên sóng chính thức vào ngày 13 tháng 10 năm 2022. Bộ phim Bị Lụt 80/20 của tình yêu do Lâm Nguyên đạo diễn, Đằng Hoa Đào là giám chế. Bộ phim của Lâm Nguyên được công chúng gọi là nghiên tình kịch, tức là tình cảm rất tinh tế, cảm động. Các tác phẩm thường lấy góc nhìn của phái nữ để phản ánh chủ đề về xã hội, gia đình, khoảng cách các thế hệ để khiến khán giả đồng cảm. Định luật 80/20 còn gọi là định luật Pareto, được đặt tên theo nhà kinh tế học người Ý Pareto. Theo định luật Pareto, cho dù là bất kỳ sự việc gì đi nữa thì phần quan trọng nhất chỉ chiếm chừng 20%, 80% còn lại làm nên chúng lại là những thứ không cần thiết. Hay nói đơn giản hơn, 80% là kết quả do 20% nguyên nhân gây ra. Bộ phim Định luật 80/20 của tình yêu lấy bối cảnh đô thị hiện đại. Phim là câu chuyện lãng mạn của nữ luật sư Tần Thi và chàng thiếu gia Dương Hoa. Đây cũng là một trong những dự án phim truyền hình trọng điểm của Tencent, tác phẩm có kịch bản gốc, không chuyển thể từ nguyên tác nào. Dương Mịch và vai nữ luật sư độc thân Tần Thi, cô chỉ muốn chuyên tâm cho sự nghiệp nhưng lại bị cha mẹ ép hôn kịch liệt. Công ty luật sư danh tiếng Thành Dư Tuệ công khai tuyển chọn luật sư với điều kiện là đã kết hôn. Anh hai của Tần Thi là Tần Văn Vũ chưa được sự cho phép của Tần Thi đã thay đổi trạng thái hôn nhân của Tần Thi thành đã kết hôn rồi thêm vào người chồng chẳng hề tồn tại. Tần Thi không biết rõ chuyện gì cứ nhận chức. Được cấp trên đề cử, Tần Thi trở thành cố vấn pháp luật của Hội Nữ Doanh Nhân. Tần Thi mới biết mình đã kết hôn. Khi định nói ra sự thật thì Dương Hoa do Hứa Khải thủ vai xuất hiện. Dương Hoa là do bố mẹ Tần Thi phái đến, Dương Hoa cũng bị ép cưới, quyết định cùng Tần Thi diễn vở kịch đến cục dân chính làm giấy kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp. Trải qua nhiều khó khăn, Tần Thi và Dương Hoa nảy sinh tình cảm. Những hình ảnh mới đây của Dương Mịch trong định luật 80/20 của tình yêu đã được tung ra. Nữ diễn viên ngay lập tức khiến khán giả phát sốt vì vẻ ngoài sang trọng quý phái. Mặc dù đã bước sang độ tuổi 35, Dương Mịch vẫn giữ được vẻ đẹp cùng vóc dáng thon gọn, cân đối. Thậm chí, càng có tuổi, vẻ đẹp của nữ diễn viên càng mặn mà, càng trưởng thành hơn. Cảm ơn bạn đã xem video. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và nhiều ý nghĩa.